Thưa quý vị, khi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mới thành lập, Vũng Tàu cũng được thành lập thành thành phố Vũng Tàu trên cơ sở sáp nhập 11 phường và xã Long Sơn thuộc đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo. Hạ tầng cơ sở khang trang nhất so với các huyện của tỉnh Đồng Nai cùng nhập vào tỉnh. Vũng Tàu trở thành trung tâm tỉnh lỵ đầu tiên của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Quý vị, những năm qua thành phố Vũng Tàu đã không ngừng vươn lên về mọi mặt để xứng đáng với vai trò là một đô thị tỉnh lỵ, trung tâm chính trị kinh tế của tỉnh. Kết quả đạt được không chỉ góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh mà còn khẳng định thành phố Vũng Tàu đã chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, là tiền đề để thành phố Vũng Tàu phát triển bền vững. Thành lập năm 1991, đến nay thành phố Vũng Tàu phát triển rất nhanh và đồng bộ trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, thành phố luôn duy trì mức tăng trưởng kinh tế GDP, nay là GRDP, bình quân 13% năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng dịch vụ, du lịch, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Và thu nhập bình quân đầu người hiện đạt trên 5.580 đô la Mỹ một năm. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tỉnh chỉ còn 0,18% và không còn hộ nghèo chuẩn quốc gia. Và hôm nay chúng tôi thấy rằng cái đoạn đường đã khang trang đẹp, hoàn thành và đi vào sử dụng rất tốt. Nhà cửa hôm nay tôi cảm thấy rằng bà con làm lên rất khang trang đẹp. Nói đến Vũng Tàu là nói đến cái nôi của ngành công nghiệp dầu khí. Năm 1980, Việt Nam và Liên Xô ký hiệp định hợp tác về thăm dò và khai thác dầu khí ở thềm lục địa phía Nam Việt Nam. Thì đến tháng 11 năm 1981, ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam được đặt nền móng tại Vũng Tàu. Công nghiệp dầu khí phát triển mạnh kéo theo nhiều sản phẩm từ dầu và khí phát triển. Ngành dịch vụ đóng và sửa giàn khoan, đóng và hoán cải các phương tiện chứa dầu với công nghệ cũng không ngừng phát triển. Và chính sự phát triển của công nghiệp dầu khí ngày càng thúc đẩy hạ tầng cơ sở xã hội đô thị của Vũng Tàu phát triển. Sau gần 50 năm, dầu khí ở Vũng Tàu, phát triển ở Vũng Tàu thì thành phố Vũng Tàu trở thành một thành phố dầu khí tầm cỡ quốc tế, cũng là một trong những cái thành phố dầu khí mà nằm trong cái hiệp hội các cái thành phố dầu khí thế giới. Cái thứ hai nữa là đời sống nhân dân Vũng Tàu phải nói là cũng tăng lên rất là nhiều. Cái ảnh hưởng của cái hoạt động dầu khí ở đây ấy, nó cũng đem lại cái nhiều cái dịch vụ cho nhân dân. Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế công nghiệp, tại thành phố Vũng Tàu lần lượt xuất hiện những cụm công nghiệp, khu công nghiệp, cảng biển. Đây cũng là địa phương có khu công nghiệp đầu tiên tại Bà Rịa Vũng Tàu. Vũng Tàu là địa phương duy nhất ở Bà Rịa Vũng Tàu có đủ các loại hình giao thông, đường biển, đường thủy, đường hàng không, đường bộ. Hiện trên địa bàn thành phố có 10 cảng biển, cảng sông, một tuyến tàu cao tốc đi thành phố Hồ Chí Minh, một tuyến tàu cao tốc đi huyện Côn Đảo. Theo định hướng phát triển của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng như là quy hoạch cảng biển của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì công ty cổ phần cảng Sao Mai đã phát triển cảng Sao Mai thành cảng dịch vụ hỗn hợp bao gồm cảng hàng hóa, cung cấp nhiên liệu xăng dầu và là một cái cảng phục vụ cho cái hoạt động du lịch dịch vụ của tỉnh. Cảng có vị trí rất thuận lợi, do vậy thì có nhiều đơn vị làm về du lịch dịch vụ đã liên hệ với cảng để thuê để phát triển các cái tuyến điểm du lịch dịch vụ kết nối giữa Vũng Tàu với lại Long Sơn, Vũng Tàu Thành phố Hồ Chí Minh và Vũng Tàu Côn Đảo. Du lịch là ưu thế của Vũng Tàu bởi thành phố nằm xoay mình bên bờ biển dài 42 km, trong đó có hơn một nửa có thể làm bãi tắm. Nhiều bãi tắm ở Vũng Tàu được du khách trong và ngoài nước biết đến từ lâu, như Bãi Trước, Bãi Sau, Bãi Dâu, Bãi Dứa. Trên địa bàn thành phố còn có 27 dự án du lịch. Nhiều dự án quy mô đẳng cấp quốc tế đang được khai thác. 88 khách sạn, resort đã xếp hạng từ 1 đến 5 sao. Hàng năm, Vũng Tàu đón hơn 4 triệu lượt khách du lịch. Thực hiện mục tiêu xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, hàng năm, thành phố Vũng Tàu đã đầu tư trên 1.000 tỷ đồng để phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và chỉnh trang đô thị. Các công trình phúc lợi, thiết chế văn hóa, giáo dục, y tế cũng không ngừng được đầu tư đáp ứng nhu cầu học tập, chăm sóc sức khỏe, vui chơi, giải trí cho nhân dân. Năm 2020, Vũng Tàu được Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á vinh danh thành phố du lịch sạch ASEAN. Giải thưởng này là thành quả của quá trình nỗ lực dài lâu của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Vũng Tàu.
Có được danh hiệu đã khó, giữ vững danh hiệu càng khó hơn. Đòi hỏi đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Vũng Tàu ngày càng phải chung sức, đồng lòng, nỗ lực không ngừng nghỉ.